Sáng ngày 22 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phố Cỏ đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến sự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các ban xây dựng đảng của thành ủy, lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân phường và 90 đại biểu chính thức. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phố Cỏ đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hoàn thành tốt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần cho việc chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, không ngừng quan tâm chăm lo cho công tác an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã huy động quỹ vì người nghèo được trên 60 triệu đồng, tiếp nhận trên 335 triệu đồng của các tổ chức cá nhân chung tay phòng chống COVID-19, hỗ trợ xây dựng mới 5 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trao tặng 309 suất quà cho các hộ nghèo, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Tết. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động đã tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tham gia góp phần vào công tác chăm lo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Tại đại hội lần này, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019-2024, Hiệp thương Dân chủ cử ra 39 thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ mới. Theo đó, đồng chí Đặng Phương Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường khóa 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cũng khen thưởng cho những tập thể cá nhân đạt nhiều thành tích trong các phong trào hoạt động nhiệm kỳ qua.